những thực vật trên người Mỹ và người Hàn Quốc được công bố trên báo Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics. Năm 2013, ra mắt dòng sản phẩm BodyKey by Nutrilite và TrueVBT by Nutrilite gồm những sản phẩm bổ sung dinh dưỡng giúp kiểm soát cân nặng và làm đẹp từ bên trong. Sản phẩm Nutrilite có mặt tại hơn 64 quốc gia trên thế giới. Năm 2014, Nutrilite tổ chức kỷ niệm 80 năm giúp mọi người có sức khỏe tốt hơn nhờ chế độ dinh dưỡng tốt hơn. Tôi xin trân trọng cảm ơn tất cả các bạn vì các bạn chính là những sản phẩm tốt nhất của sản phẩm và giúp Nutrilite đạt được vị trí là nhãn hàng thực phẩm bổ sung dinh dưỡng có doanh thu đứng đầu thế giới. Chăm sóc đất đai, chăm sóc con người. Karen Bo, nhà sáng lập Nutrilite. Tinh hoa từ khoa học, tinh túy từ thiên nhiên, một cơ hội để phát triển rực rỡ. Tôi thích ngắm nhìn những bông hoa bung nở rực rỡ. Không chỉ là cỏ linh lăng, robina hay bông cải, tôi cũng thích ngắm nhìn những con người căng tràn sức sống, sức sáng tạo. Và nơi này đã giúp tôi thỏa mãn niềm đam mê của mình. Nông trại Nutrilite, El Petaco, Mexico. Tôi thật sự không thể kể hết lý do vì sao tôi lại gắn bó với công việc này. Có một sự gắn kết mạnh mẽ giữa đất đai và con người sinh trưởng nơi đây. Mọi người yêu nông trại của họ. Và khi sâu chuỗi các yếu tố này với nhau, với canh tác hữu cơ, chúng tôi biết rất rõ những gì chúng tôi đang làm đã góp phần đưa thực phẩm bổ sung của chúng ta nổi tiếng trên toàn thế giới. Chúng tôi là một phần của một bức tranh, và tôi thích ngắm nhìn bức tranh ấy. Nutrilite cùng với tất cả các thành phần tinh túy, chúng tôi đang làm việc như một đại gia đình nhằm chăm sóc sức khỏe của mọi người. Chúng tôi luôn tìm cách gìn giữ sự tự do, gia đình, hy vọng và tưởng thưởng. Và các bạn đã trông thấy những con người đang cần các giá trị ấy. Họ chỉ đang chờ cơ hội để phát triển rực rỡ. Công ty đang giúp chúng tôi thực hiện điều đó ở vùng đất xa xôi này. Thank you.
cần dưỡng chất từ thực vật. Bạn có biết trái cây và rau củ chứa các thành phần có giá trị dinh dưỡng rất cao, được gọi là dưỡng chất thực vật, phytonutrient. Phyto theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là thực vật, nutrient có nghĩa là những dưỡng chất của sự sống. Mỗi màu sắc của thực vật đều đem đến những lợi ích cho sức khỏe, bao gồm trái cây và rau quả màu tím giúp tăng cường sức khỏe của não bộ, trái cây và rau củ màu cam tốt cho đôi mắt, trái cây và rau củ màu xanh tốt cho hoạt động của tế bào, trái cây và rau củ màu đỏ tốt cho sức khỏe tim mạch, trái cây và rau củ màu trắng giúp hỗ trợ sức khỏe xương và khớp. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải ăn đa dạng các loại trái cây và rau củ với khẩu phần hợp. Nền tảng sức khỏe phụ thuộc rất nhiều vào lượng rau củ quả bạn ăn vào mỗi ngày. Mức khuyến nghị tối thiểu là 400 gram. Nhưng có một bí quyết còn quan trọng hơn, đó là chọn rau củ quả đủ 5 sắc màu để tăng cường tối đa dưỡng chất thực vật. Rau củ quả màu xanh lý tưởng cho sức khỏe tế bào và hệ miễn dịch. Rau củ quả màu trắng hỗ trợ sức khỏe xương khớp. Rau củ quả màu đỏ bảo vệ sức khỏe tim mạch. Rau củ quả màu tím cải thiện chức năng não bộ. Rau củ quả màu cam tăng cường thị giác. Trên thực tế, luôn có sự chênh lệch đáng kể giữa mức khuyến nghị tối thiểu và thói quen ăn uống hàng ngày làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Nutrilite mang đến giải pháp bổ sung vitamin, khoáng chất và dưỡng chất thực vật. Thực phẩm chức năng viên nén Nutrilite Double X chứa 18 loại bột đông khô thực vật, 12 vitamin, 9 khoáng chất, giúp tăng cường sức khỏe, giảm mệt mỏi, suy nhược, kém ăn, hỗ trợ hồi phục sức khỏe sau khi bệnh. Bạn không ăn uống đủ lượng vi chất được khuyến nghị? Thực phẩm chức năng viên nén Nutrilite Double X giúp bạn cải thiện tình trạng thiếu hụt trên. Đủ hàm lượng, nhiều sắc màu, giàu sức sống, mở cửa tương lai. Thực sự rất là tuyệt vời trong một buổi tối như thế này. Và Lưu đang được ngồi đây cùng với các cô chú anh chị để có một cơ hội chia sẻ một cái chủ đề mà thực ra là Lưu rất là quan tâm, rất là tâm huyết. Và giống như là Hiền, em Hiền vừa mới chia sẻ thì Lưu cũng giống như Hiền, trước đây là một giáo viên. Nhưng mà thực sự thì những ai trong ngành giáo viên thì đều biết được là cũng có những cái những tức là giáo viên ấy là thường có những cái bệnh gọi là bệnh nghề nghiệp, và Lưu cũng có những cái tình trạng sức khỏe không tốt trước đây. Cho đến hôm nay thì Lưu đã hoàn toàn thời gian trở thành một cái làm việc ở trong cái ngành dinh dưỡng, và Lưu cảm thấy rất là tuyệt vời vì là cải thiện được sức khỏe của mình rất là nhiều. Cũng như đối với Lưu là một phụ nữ thì Lưu rất là quan tâm đến cái việc là chăm sóc sức khỏe gia đình, và Lưu cảm thấy được rằng là hôm nay mình rất là hạnh phúc, rất là yên tâm vì mình có được những kiến thức để mà chăm sóc sức khỏe gia đình chủ động, cũng như là chủ động được cái sức khỏe của bản thân một cách là gọi là rất là chủ động đấy ạ. Không còn phải quá lo lắng đó, bởi vì là giống như mọi người biết, đến một cái độ tuổi nào đó thì chúng ta sẽ không còn năng lượng, không còn khỏe mạnh, không còn tràn đầy những cái ý tưởng giống như khi chúng ta còn trẻ nữa. Sẽ đến một lúc nào đó sẽ như vậy, và những cái bước chân của chúng ta sẽ trở nên yếu đuối đi. Đôi khi chúng ta sẽ có những cái tình trạng nó không khỏe mà bác sĩ lại không có kiểm tra ra bệnh, đúng không ạ? Thế thì chính những kiến thức không phải là bây giờ trên thị trường có cái ngành dinh dưỡng nó sẽ rất là đa dạng, nhưng không phải là một sản phẩm nào có thể giúp bạn khỏe mạnh, mà chính là kiến thức, chính là sự hiểu biết của bạn có thể đưa đến sức khỏe của bạn lâu dài, bền vững nhất. Đó chính là lý do mà Lưu vô cùng hào hức được chia sẻ với mọi người tất cả những cái tâm huyết, những cái điều mà Lưu đã học được và đã có được, mang được cái giá trị sức khỏe cho gia đình cũng như cho bản thân. Lưu rất mong được mọi người đón nhận cái phần chia sẻ này. Thế thì để cho cái minh họa của Lưu, cái phần chia sẻ của Lưu nó được thông suốt hơn thì Lưu xin phép mà chia sẻ slide mọi người nhé. Vâng, ở trên màn hình là cái gọi là dự án. Lưu rất là biết ơn anh Tùng, biết ơn nhóm dự án đã cho Lưu cơ hội để tham gia để cùng chia sẻ những cái chủ đề này. Thực sự nó sẽ làm cho mọi người xung quanh ta được khỏe mạnh và được hạnh phúc hơn mọi người ha.
cái là gì? Mọi người đều biết là cái tầm sức khỏe, quan trọng của sức khỏe, đúng không ạ? Nếu như mà chúng ta không có sức khỏe thì chúng ta rất để mà có ước mơ của chúng ta. Chúng ta nỗ lực rất là nhiều điều, chúng ta vì gia đình này, rồi chúng ta vì con cái, vì nhà muốn để có nhà cửa, chúng ta làm rất là nhiều để tích lũy tư bản, để mua được nhà cửa, xe hơi, rồi của cải, tiền ở trong ngân hàng ha, vân vân, rồi địa vị, chúng ta phấn đấu rất là nhiều, rồi muốn đi khắp nơi du lịch thăm thú đây đó, rồi chúng ta cũng muốn có một cái sự nghiệp mà chúng ta theo đuổi và cảm thấy hạnh phúc. Nhưng tất cả những cái điều đó đều chỉ là số không. Nếu như chúng ta không có sức khỏe thì chúng ta không thể nào, thì tất cả đều là số không thôi ạ. Chúng ta không thực hiện được những cái còn lại, đúng không ạ? Chắc chắn là tất cả mọi người, cái slide này chỉ là giúp cho mọi người cảm thấy ý thức hơn, chứ còn ai cũng rất là tin tưởng, đúng không ạ? Rất là dễ hiểu. Thế thì tổ chức y tế thế giới là đã công bố những cái yếu tố mà ảnh hưởng của đến sức khỏe của chúng ta là gì ạ? Chúng ta thường hay nói là do bệnh di truyền, đúng không ạ? Nhưng mà thực ra di truyền chỉ chiếm có 15% thôi. Tiếp theo nữa là khí hậu. Khí hậu nó ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Ví dụ như ở trong miền Nam này thì con người sẽ thoải mái hơn, rồi ở miền Bắc thì lạnh hơn, hay là ở một số vùng thì có những cái đặc điểm về sức khỏe rồi, 5%. Về xã hội, điều kiện xã hội, tâm lý vân vân, tất cả nó chỉ chiếm 10%. Và bác sĩ, hồi xưa giờ lưu có hay đi, và có một số người thì vẫn còn nói rằng là ủi giời ơi, lo gì bệnh có bác sĩ lo. Nhưng mà thực ra bác sĩ chỉ lo có 8% thôi đó, còn lại là giữ gìn sức khỏe, gọi là chăm sóc sức khỏe chủ động đấy ạ, là chiếm đến 6% đấy ha. Đó, cho nên là cái tầm mà chăm sóc là rất là rõ ràng rồi mọi người ha. Rồi, thế bây giờ mọi người thường hay nghe ở đâu đó có hẳn cả những cái làng ung thư, hay là có những cái nơi rất là nhiều bệnh tật, rồi có những cái gọi là sao mình thấy ở đâu đâu cũng bệnh, đúng không ạ? Và giường bệnh viện thì xây càng lúc càng nhiều, giường bệnh lúc nào cũng gọi là quá tải hết á. Thế thì lý do để mà bệnh gây ra bệnh tật ngày hôm nay là gì? Đó chính là gì ạ? Thực phẩm ô nhiễm, đó chính là nguồn không khí chúng ta không còn như ngày xưa nữa. Rất là ô nhiễm rồi, và cái mức độ cuộc sống đó, bây giờ nó rất là căng thẳng, rất là gì ạ, nó cuộc sống nó rất là xô bồ, áp lực công việc, áp lực tâm lý, rồi thì cái mạng xã hội nó cũng đưa đến nhiều thông tin khiến chúng ta là nhiều hơn, và đất chật người đông, cái lối sống của chúng ta bây giờ cũng trở nên là lười vận động, cho nên nó là gì ạ, bệnh béo phì cũng xảy đến nhiều hơn. Còn nguồn nước á, thì ô nhiễm rất là nhiều, hàng năm á, cá chết, những cái dòng sông mà có cá chết, hay các sinh vật biển chết rất là nhiều. Rồi thì sao ạ? Rồi thì ngay cả như đi biển tắm, nhà gần biển rồi, nhìn có vẻ trong xanh như thế, nhưng thảm họa đâu đó vẫn có những con cá chết trôi vào đó. Rồi cái lỗi, rồi có những cảm xúc, bởi vì sao cái cuộc sống bây giờ nó rất là vội vàng, cho nên những cảm xúc nó cũng được gọi là những cái tôi rất là được nâng cao, và những rất là nhiều cảm xúc có hại cho cơ thể ha. Rồi thế thì sức khỏe chúng ta vừa mới nói hôm vừa qua đấy ha, là dựa vào ai? Chúng ta chỉ dựa vào bác sĩ, là vừa nãy bác sĩ chỉ vô hỗ trợ chúng ta về sức khỏe chỉ có là 8% thôi, còn phòng bệnh của bản thân là chính, đúng không ạ? Và từ xưa đến giờ cha ông ta vẫn cứ nói rằng là gì ạ, phòng bệnh hơn chữa bệnh, điều đó vô cùng chính xác luôn mà người ha. Thế thì điều gì đã sẽ chúng ta mong muốn có sức khỏe, nên chúng ta cần phải quay lại để hỏi rằng là những yếu tố nào tạo ra sức khỏe tối ưu, thì từ đó chúng ta sẽ xây dựng được những cái yếu tố đó hơn để có cái sức khỏe chúng ta tốt hơn, đúng không ạ? Một những cái mọi người sẽ vô cùng bất ngờ rằng là cái điều quyết định sức khỏe của chúng ta không phải là tiền bạc, không phải là thực phẩm hay là cái gì nó sẽ tốn kém nhiều nhất, mà đó chính là lối sống. Người lỗi vô cùng tinh thần và lạc quan, nó tươi đẹp. Rồi tiếp theo nữa là ngủ nghỉ đúng giờ, đừng có bừa bãi ha. Ngủ thì đâu 1-2 giờ sáng, sau 11 giờ mới đi ngủ, sáng thì bỏ như thế nào mà mong cầu có sức khỏe được. Cái thói quen ăn uống không đúng giờ giấc, ưa ăn lúc nào thì ăn,
thì rất là không tốt, rồi ăn những cái thứ có hại cho sức khỏe cũng không tốt. Và cuộc sống rồi tiếp theo nữa là chúng ta thể dục thể thao vận động nó cũng đóng một vai trò cực kỳ quan trọng đối với cái sức khỏe của chúng ta. Hợp lý thì sẽ rất là tốt cho sức khỏe của chúng ta ha. Và tiếp theo nữa là một ngôi nhà cần xây thì cần có nguyên liệu, cơ thể của chúng ta cũng cần có dinh dưỡng để là chúng ta sẽ nuôi cơ thể của chúng ta. Vì vậy cho nên chúng ta cần có dinh dưỡng hợp lý ha. Và thế thì hôm nay trước khi nói về khi mà để tìm hiểu về cách mà chăm sóc sức khỏe người lớn tuổi như thế nào thì chúng ta sẽ đi vào cái tổng quan sức khỏe của người lớn tuổi như thế nào mọi người nha. Thế thì đối với cái sức khỏe của người lớn tuổi thì mọi người nghĩ rằng là có những cái vấn đề gì ạ? Thường á, là khi mà lớn tuổi thì chúng ta thường hay nghĩ đến cả cái vấn đề bệnh tật như là gì ạ? Tim mạch này, rồi là loãng xương này ha. Rồi là các cái vấn đề về lão hóa đó, ở cái nó sẽ chia thành nhiều giai đoạn. Cái giai đoạn 1 từ 50 đối với nữ là 56 tuổi, tức là sau nghỉ hưu và 60 đến 70 tuổi là ở nam. Rồi thì thì sẽ có một số cái bệnh phổ biến như là loãng xương này, tim mạch này, thừa cân béo phì, cảm cúm và mất ngủ. Đó. Thế thì đến sang một cái giai đoạn thứ hai là từ 71 tuổi trở lên thì sẽ có nảy sinh ra nhiều cái vấn đề hơn, trầm trọng hơn nữa ha, viêm khớp, sa sút về trí tuệ, rồi là bị táo bón và các vấn đề của giai đoạn 1. Đó là những cái nói chung, những cái bệnh nói chung của người lớn tuổi. Tuy nhiên tùy theo cái mức độ lão hóa và tùy theo cái môi trường sống, tùy theo cái gọi là cái sinh hoạt, cái thói quen sinh hoạt của mỗi người, mà có thể là cái tuổi này nó được trẻ, các vấn đề bệnh này nó xảy ra ở những cái tuổi trẻ hơn mọi người ha. Thì cái vấn đề đầu tiên mà chúng ta sẽ nói tới đó chính là cái vấn đề sa sút trí tuệ và suy giảm trí nhớ của người lớn tuổi. Thế thì cái này là chúng ta bây giờ những nhà nào mà có gia đình, ngay trong gia đình của Lưu, có ba của Lưu bây giờ cũng hơn 80 tuổi rồi, cái vấn đề mà sa sút trí tuệ rất là rõ rệt luôn. Thế thì nó chính là cái hội chứng lâm sàng gây ra bởi tổn thương não hoặc mất các tế bào thần kinh và các kết nối giữa chúng của chúng ở trong não, với các cái biểu hiện như là suy giảm trí nhớ, giảm khả năng nhận thức về thời gian không gian, khó khăn trong cái việc ăn uống vệ sinh cá nhân, khó tìm từ khi mà nói sai viết sai, ngày tiếp xúc, ngày giao tiếp với mọi người và thay đổi tâm trạng thất thường. Chỉ những cái điều này có thể dẫn đến là gì ạ? Những cái trầm cảm của cái người già đó. Rồi những cái nguyên nhân mà gây sa sút ở người lớn tuổi chính là do bệnh Alzheimer, rồi do rối loạn về thần kinh, chấn thương sọ não, hay là do bệnh nhồi máu cơ tim, viêm màng não, xuất huyết não do sự rối loạn của nội tiết, giống như là đái tháo đường, suy giáp, hoặc là đơn giản là do sơ cứng cả cái mạch máu để mà dẫn máu lên não, thì dẫn đến cái việc là sa sút về trí tuệ mọi người ha. Cái vấn đề tiếp theo nữa là giải pháp xin lỗi, là vấn đề loãng xương. Cái loãng xương là gì ạ? Cái bệnh loãng xương hay còn gọi là bệnh xương giòn hay là xương xốp, là hiền là xương hiện tượng là xương liên tục mỏng dần và có mật độ gọi là trong xương ấy, mật độ của xương là càng ngày càng thưa dần đi, và điều này khiến cho xương giòn, dễ tổn thương, dễ gãy. Và nguyên nhân mà gây loãng xương ở người lớn tuổi là do thiếu hụt các chất dinh dưỡng cần thiết cho như là canxi, magie, phosphor và vitamin D. Do quá trình lão hóa khiến cho quá trình hủy xương mạnh hơn. Quá trình lão hóa tức là khi mà cả cái nội tiết tố của chúng trong cơ thể của chúng ta nó suy giảm, thì nó dẫn đến cái quá trình loãng xương, hủy xương nó diễn ra nhanh hơn đó, và khả năng hấp thu chất dinh dưỡng trở lại thì lại chậm hơn. Cho nên là cái việc mà nó tái tạo các cái tế bào xương nó không kịp so với các cái tế bào hủy xương mà ha. Và cái lối sống sinh hoạt không hợp lý, rồi ít vận động cũng là do tuổi cao, cũng là những cái vấn đề dẫn đến loãng xương. Viêm khớp, thoái hóa khớp, thì viêm khớp vốn dĩ nó không phải là
là viêm mọi người ha, mà nó là cái tình trạng thoái hóa của lớp sụn của lớp khớp hoặc là tiến triển một gai xương. Nhưng mà khi mà cả cái khớp này nó lớp sụn này nó mỏng đi và nó gọi là nó có gai nó chèn vào những cái phần mềm quanh khớp, thì khi đó nó tạo ra cả cái viêm đó và dẫn đến là mất cái chức năng của khớp và gây ra viêm sưng đau mọi người ha. Nguyên nhân gây viêm khớp ở người lớn tuổi thì càng tuổi càng cao thì hiện tượng lão hóa của các cơ quan càng mạnh, trong đó thì có các khớp xương. Và đối với bệnh viêm khớp thì cái tính di truyền rất là lớn, cái tính di truyền rất là lớn. Người ta hay nói một là căn nếu mà có xương rất là tốt thì có thể là mình cũng được thừa hưởng tốt đẹp đó. Còn nếu như mẹ mình mà có cái bệnh, mình quan sát mình thấy là mẹ mình hay bị xương khớp, răng thì rụng sớm cũng ạ, thế thì mình cũng phải để ý để chăm sóc cái sức khỏe của mình nó nhiều hơn đó, thì nó liên quan là như vậy. Rồi cái vấn đề về thừa cân béo phì, bây giờ mọi người thấy là cái lối sống giống như vừa nãy Lưu có trình bày đó, nó rất là dễ dẫn đến bệnh thừa cân béo phì. Và khi thừa cân béo phì thì nó gọi là thừa cân mà, lại ra nó chỉ gần khoảng tầm 50 cân thôi, thì bây giờ nó phải gần thêm 20 cân nữa là khoảng 70 cân chẳng hạn. Thế thì cái áp lực đó nó lên xương khớp và tạo nên cái sự tổn thương. Rồi căng thẳng cũng là một lý do mà dẫn đến là viêm khớp nhiều hơn. Rồi mất cân bằng về với hormone, rồi suy giảm nội tiết tố, hay giống như vừa nãy nói ha, khi mà suy giảm nội tiết tố, khi mà lão hóa, quá trình lão hóa nó xảy ra thì nó sẽ dẫn đến là cả cái vấn đề về viêm khớp nó cũng xảy ra nhanh hơn. Rồi cả các vấn đề về tim mạch thì cái này rõ ràng rồi mọi người ha. Vấn đề tim mạch thì nó sẽ có là gì ạ? Người lớn tuổi thường hay bị rối loạn về chuyển hóa, rồi chuyển hóa mỡ này, rồi đau tim, nhồi máu cơ tim, nhịp tim tăng, huyết áp, rồi cái nhịp tim trần nó cũng giảm, rồi bệnh lý về tăng tim xung huyết, bệnh lý mạch máu, đặc biệt là những cái bệnh lý mạch máu rất là phổ biến mọi người ha. Rồi nguyên nhân mà gây ra bệnh tim mạch ở người lớn tuổi đó là cái chế độ ăn uống sinh hoạt thiếu lành mạnh, nhiều cholesterol. Nhiều cholesterol xấu dẫn đến là cái tình trạng mạng xơ vữa động mạch thì và huyết khối, quá trình lão hóa dẫn đến khiến cho các mạch máu xơ cứng, giảm tính đàn hồi, van tim thoái hóa trở nên xơ và vôi hóa. Thế thì cái quá trình khi mà già đi thì những cái bệnh đó nó đến đương nhiên, nhưng mà chúng ta sẽ quan sát và chúng ta sẽ thấy là có thể hỗ trợ như thế nào. Và cũng giống như vừa nãy đều có nói, thì cái quá trình lão hóa nó xảy ra và cái sự gọi là chuyển hóa nó cũng giảm đi. Thế thì dẫn đến mà tình trạng thừa cân béo phì, hoặc là cân nặng nó vượt quá cái nặng nên có so với chiều cao, đúng không ạ? Và tích lũy mỡ, hoặc là tình trạng tích lũy mỡ thái quá không bình thường, một cái cục bộ nào đó, ví dụ như ở vùng bụng, vùng đùi, hoặc là vùng gì ở cánh tay, vùng mông, và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, đặc mở nội tạng, tức là vùng bụng đấy ạ. Kích thước cân béo, kích thước cân là trên 23 chỉ số BMI và trên 25 là béo phì. Thì cái chỉ số này á, thì ở trong cái phần mà quản lý cân nặng Lưu đã nói, nhưng bây giờ mọi người có thể tìm lại một cách rất là nhanh ha, cái công thức chúng ta sẽ lấy chiều cao, rồi chia thêm một lần nữa cho chiều cao. Ví dụ như Lưu cao 151 chia cho 1.56 và chia thêm một lần nữa cho 1.56 thì sẽ ra một cái chỉ số BMI sẽ là 2. Tuy nhiên nếu như cái chỉ số đó là nó cao hơn 23 thì chúng ta phải quan sát rồi, phải cẩn thận và phải quản lý nó để trong cái chừng mực mà nó không có bị, nó sẽ có một cái mức khoảng chứ không phải là cố định một cái chỉ số nào. Ví dụ như lưu nằm trong 45 đến 56 thì mọi người cũng có thể tính. Và cái quan trọng nữa
là cái chỉ số eo mông. Đó, chúng ta sẽ đo ở vòng eo và sau đó thì đo cái chỉ số vòng mông và lấy trên 0.9 thì có nghĩa là có nguy cơ về cả cái bệnh gọi là thừa cân béo phì, và nó có các nguy cơ về bệnh gọi là đột quỵ này, rồi có tiểu đường ha. Nếu như mà bị rồi đó, thì có nguy cơ đột quỵ rất là cao, hay là còn nếu như mà chưa bị thì có thể là tương lai gần sẽ bị nếu chúng ta không có chăm sóc và kiểm soát tốt về sức khỏe của mình đó. Và đối với nữ giới thì là con số sẽ là trên 0.85 thì ở người lớn tuổi, ở người lớn tuổi mọi người nha, thì được coi là nguy cơ có những cái vấn đề về sức khỏe không tốt do cái thừa cân béo phì. Rồi nguyên nhân mà gây ra thừa cân béo phì thì đó, cơ thể lão hóa cho nên là cái trao đổi chất đó, nó khó hơn. Cái lối sống tĩnh tại ít vận động thêm nữa, để chúng ta khỏi để mà về già lại càng lười vận động hơn, đúng không ạ? Và chế độ dinh dưỡng thì dư thừa năng lượng so với nhu cầu. Người già thường thích gì? Thích ăn tinh bột thôi. Bởi vì sao? Bột mềm, dễ tiêu hóa rất là nhanh. Đó, nhưng mà thực tế chúng ta ăn tinh bột quá nhiều thì sẽ không tốt cho sức khỏe, và tình trạng béo phì thì nó càng tích mỡ, thì bệnh tật nó càng trầm trọng hơn. Một cái vấn đề nữa là cái vấn đề về bệnh lý cúm. Cúm ở đây á, là một cái cúm phổ biến từ xưa đến giờ ha. Người ta gọi là influenza chứ không phải là COVID của chúng ta. COVID thì nó là cúm thì thường nó chỉ xảy ra cục bộ từng vùng thôi, còn COVID thì nó là toàn cầu rồi. Cái bệnh người già rất là dễ bị nhiễm cúm là bởi vì cái sức đề kháng các cái vấn đề về dinh dưỡng này, rồi về cái sức khỏe đường ruột này, đó nó thường nó gọi là nó bị suy giảm, cho nên là dẫn đến cái gì hệ thống miễn dịch nó cũng bị suy giảm. Mất ngủ đó, một cái tình trạng rất rất là phổ biến ở người già đó chính là mất ngủ. Người ta hay nói là người già thường hay là ngày ngủ đêm bay, đúng không? Thường là đêm thì đi lang thang trong nhà, ban ngày thì ngủ, và cái giấc ngủ không phải là chất lượng tốt, và được xem là mất ngủ khi mỗi đêm chúng ta ngủ dưới 4 tiếng, hoặc là khi chúng ta ngủ không biết bao nhiêu tiếng nhưng mà thức dậy thì cảm thấy mệt mỏi, đó là cái chất lượng giấc ngủ không tốt. Thế thì nguyên nhân á là bởi vì sao ạ? Vì cái hệ thống lão hóa tự nhiên làm giảm hiệu quả của hoạt động nhịp của cơ thể rối loạn đi, rồi do stress, trầm cảm, lo âu, sang chấn tâm lý, như người già thường hay lo nghĩ lắm, cho nên họ là dễ mất ngủ. Rồi suy giảm nội tiết tố estrogen ở nữ và testosterone ở nam cũng dẫn đến mất ngủ, ảnh hưởng bệnh lý ví dụ như là bị đau nhức, rồi hay tiểu đêm thì sẽ dễ mất ngủ hơn. Rồi táo bón, vấn đề này thường xuyên ở các người già, và nếu như chúng ta quan sát từ bố mẹ mình, người già và ông bà mình sống cùng trong gia đình ấy, và kể cả bản thân của chúng ta luôn, nếu mà đi tiểu dưới 3 lần một tuần thì được coi là táo bón, và cảm giác rất là đau đớn, rất là khó chịu, phân cứng một lần khi mà đi tiểu. Và nguyên nhân á, là do cái hoạt động thể chất là suy giảm, cho nên á, là mình cái tiêu hóa nó sẽ kém hơn, và thường là gì á, uống ít nước, rồi chế độ ăn ít rau xanh, hoa quả tươi, tác dụng phụ của một số loại thuốc chứa tannin, hoặc là uống nước chè quá nhiều đi ha, thì cũng chữa có thể dẫn đến rồi bệnh lý bệnh trĩ ha, nó tổn thương ở ống tiêu hóa hoặc là những cơ quan lân cận. Rồi các cái chất dinh dưỡng ở người lớn tuổi mà cần quan tâm ở đây là cái phần cực kỳ quan trọng mọi người ha. Đầu tiên mà chúng ta sẽ nói đến ở người già đó chính là canxi. Đó, khi mọi người thấy một người già thì đi đứng chập choạng, cái khung của họ yếu đi, thế thì chúng ta sẽ nghĩ đến cái việc là cái một cái thành phần của xương đó chính là canxi. Thế thì canxi là khoáng chất thiết yếu giúp cho xương răng khỏe hơn. Thiếu canxi thì sẽ dẫn đến người cao tuổi dễ bị loãng xương, gãy xương. Canxi rất là cần thiết cho hoạt động của thần kinh cơ và đông máu đó nhá, rất là quan trọng cho cái hoạt động của thần kinh cơ và đông máu.
thậm chí là cả cái vấn đề về thần kinh não. Rồi cái nguồn cung cấp thì có thể từ sữa, từ phô mát, các sản phẩm từ sữa, các cái rau có màu xanh thẫm, các sản phẩm từ đầu, rồi ăn cá và các cái loài cá xíu nguyên xương đầu gà ăn cũng rất là tốt. Hoặc là chúng ta có thể hầm từ nước gà để mà có cái nguồn canxi cho người già. Và người lớn tuổi thì nhu cầu 56 đến 69 tuổi thì cần khoảng tầm 800 đến 900 mg canxi một ngày. Và người lớn tuổi hơn nữa thì trên 70 tuổi thì cần 1000 mg canxi một ngày. Lý do là bởi vì khả năng hấp thu của họ yếu hơn, đúng không? Và cái quá trình hủy xương của họ nhanh hơn, cho nên càng già thì cái mức độ canxi chúng ta cần nó nhiều hơn. Tuy nhiên có một điều mà chúng ta cần phải lưu ý là gì ạ? Là người già là cái nhu cầu canxi như thế, nhưng cái gì để cho canxi hấp thu mới là quan trọng thì chúng ta theo dõi tiếp ha. Một trong những cái thành phần cực kỳ quan trọng đi kèm với cả quan trọng đối với sức khỏe con người và đồng thời giúp canxi hấp thu tốt hơn, đó chính là magie. Cải thiện cái sự hình thành tinh thể xương và giảm nguy cơ loãng xương, duy trì chức năng cơ và thần kinh bình thường, hỗ trợ cái hệ thống miễn dịch, chức năng như enzyme này, cofactor, định hình hoạt động của các hormone trong cơ thể, và hải sản, các cái nguồn cung cấp như là hải sản biển này, hoặc là thịt các loài rau xanh và các loài hạt, toàn phần đầu độ vùng lạc thì chứa rất là nhiều canxi. Và người lớn tuổi á, từ 56 đến 69 tuổi là 290 đến là 350 mg các magie một ngày, và người lớn tuổi hơn nữa thì từ trên 70 tuổi thì cần 260 đến 320 mg magie một ngày. Thế thì người ta nói rằng magie nó sẽ làm gì ạ? Dịu nhẹ thần kinh, nó sẽ làm thư giãn. Trong khi đó canxi nó sẽ hỗ trợ, đủ canxi thì người già sẽ vận động tốt hơn, làm cho cả cái cơ của chúng ta nó sẽ co giãn tốt hơn và vận động tốt hơn mọi người nha. Tiếp theo nữa là gì ạ? Vitamin D. Vitamin D thì nguồn nó ở đâu? Cái vai trò của vitamin D là gì? Vitamin D thì tăng cường hấp thu canxi cùng với cả magie đó, và để hấp thu canxi tốt hơn và cái hình thành và duy trì hệ xương vững chắc. Vitamin D cũng là một hormone chịu trách nhiệm tăng cường và bảo vệ cơ thể, tăng cường cái chức năng miễn dịch đó. Thì cái nguồn cung cấp vitamin D là từ gọi là quá trình quang tổng hợp ở dưới tác dụng của tia cực tím B kết hợp với cái thành một cái thành phần cholesterol ở dưới da của mình tạo nên vitamin D. Và đó là vitamin D3 hay cần thiết cho cơ thể. Và chúng ta có thể bổ sung từ nguồn gọi là các nguồn mà thực phẩm bên ngoài. Rồi đối với cái thức ăn thì chúng ta sẽ có các nguồn vitamin D từ là dầu gan cá này và cá biển, nhưng mà chỉ là cá biển béo thôi mọi người nha, còn cá mà không béo thì không có vitamin D. Và cái nhu cầu của người lớn tuổi thì sẽ cần khoảng 20 EU vitamin xin lỗi 20 800 tương đương với 800 EU vitamin D một ngày, và đó là cái nguồn mà dinh dưỡng được khuyến nghị của Bộ Y tế Việt Nam. Và cái nguồn vitamin D mà tốt nhất ở đất nước của chúng ta đó chính là nắng á. Và khoa học đã nghiên cứu nắng nó chỉ vitamin D chỉ được tạo ra khi mà ánh nắng mặt trời chiếu vào trái đất là với góc 45 độ, thì đó là khoảng thời gian từ 9 giờ đến 3 giờ chiều. Và chúng ta sẽ tắm để cho người già tắm, kể cả người trẻ cũng nên tắm rồi ha, tắm khoảng 2 phút đến 5 phút trong khoảng thời gian mỗi lần, và nhiều lần trong khoảng thời gian từ 9 giờ đến 3 giờ chiều. Và một trong những cái tiếp theo, cái vitamin quan trọng đối với sức khỏe của người lớn tuổi đó chính là vitamin B6. Thế thì mọi người biết khi mà người già rồi thì cái chức năng chuyển hóa của họ sẽ suy giảm rất là nhiều. Thế thì cái vai trò của vitamin B6 giúp cơ thể chuyển hóa protein, chuyển hóa chất béo, và còn hỗ trợ hệ thần kinh phát triển tốt. Và nếu mà thiếu vitamin B6 thì dẫn đến tình trạng là trầm cảm và lú lẫn, rối loạn về ý thức. Thiếu vitamin B6 thì càng dẫn tới tăng cái gọi là hormone serotonin máu, tức là nguyên nhân gây ra bệnh tim mạch. Và cái nguồn cung cấp B6 thì có nhiều trong cá, đặc biệt là cá ngừ, cá hồi, thịt gà,
và lợn thịt nạc, thịt lợn nạc, rồi thịt bò nạc, chuối, quả bơ và rau xà lách. Và nhu cầu á, thì rơi vào khoảng 1,7, 1,5 đến 1,7 miligam vitamin B6 mỗi ngày. Đó, theo cái nhu cầu của viện dinh dưỡng để cập ha. Đưa ra. Và tiếp theo nữa là vitamin B9 hay còn gọi là folate ạ. Tham gia vào quá trình phát triển, phân chia tất cả các loại tế bào của cơ thể, tham gia sản xuất các cái chất dẫn truyền thần kinh ở não. Thiếu folate thì làm tăng cái homocysteine cơ ở bệnh tim mạch, gây thiếu máu hồng cầu khổng lồ, mệt mỏi, đau đầu. Và nó có nhiều ở trong các cái mầm lúa mì này, gan này, men bia, rau măng tây, cải xoăn, rau spinach, dâu tây, bê, cam, bưởi là các loại trái cây, đậu, đỗ, lạc các loại hạt. Đó, và nhu cầu thì cần khoảng tầm 400 miligam vitamin B9 một ngày. Và cái đối với như vậy thì mọi người thấy là vitamin B nó có mặt từ khi mà mới hình thành cơ thể trong thai nhi, đúng không ạ, cho đến khi là về già. Nó liên quan đến các cái phân chia tế bào và thần kinh. Rồi vitamin B12, vitamin B12 vai trò là điều hòa phát triển và hình thành tế bào hồng cầu. Rồi thiếu vitamin B12 thì dẫn đến thiếu máu, kinh và dạ dày, còn động vật hoặc là từ các cái nguồn thực phẩm bổ sung ha. Nhu cầu thì khoảng 2,4 đơn vị vitamin B12 một ngày. Và các cái chất tiếp theo chúng ta có là omega 3, vai trò là kích thích phát triển não bộ, cải thiện rối loạn tâm thần, ngăn ngừa sự suy giảm trí nhớ và bệnh Alzheimer, tốt cho cái hệ tim mạch và ổn định huyết áp, giảm triglycerid máu, tốt cho mắt, da, xương khớp và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Đối với cái nguồn cung cấp thì có như là cá béo như là cá hồi này, hàu này, cá ngừ này, cá trích, bơ, đậu phộng, hạt yến mạch, hạt chia, quả óc chó, dầu ô liu. Tuy nhiên thì cái việc mà nguồn omega 3 từ động vật thì nó sẽ dễ hấp thu hơn, còn từ nguồn thực vật thì nó sẽ là qua một công đoạn chuyển hóa nữa thì nó mới tạo thành cái các cái EPA và DHA cần thiết cho cơ thể ha. Và cái nhu cầu là khoảng tầm 250 đến 500 mg EPA và DHA mỗi ngày. Những cái người mà bị bệnh mạch vành á, đó thì cần đến 1000 EPA và DHA mỗi ngày. Thì cái này á là thực sự là đối với omega 3 là cực kỳ quan trọng luôn ha. Mọi người thấy rất là quan trọng thông qua cái những thông tin mà chúng ta được biết. Tiếp theo nữa là cái probiotic, đó là giúp cân bằng cái hệ vi sinh vật đường ruột của chúng ta, duy trì cái hệ tiêu hóa khỏe mạnh và tăng cường sức khỏe hệ miễn dịch. Các cái enzym gọi là gì ạ, những cái enzym vi sinh vật đường ruột đó, nó sẽ giúp chúng ta tiêu hóa thức ăn này, tạo ra các enzyme này, và để bảo vệ cơ thể của chúng ta chống lại những cái hại khuẩn trong ruột. Và cái nguồn thì chúng ta có thể từ sữa chua, từ kefir, từ dưa. Tất nhiên là dưa này là dưa muối, nó phải là ta phải làm rất là kỹ, rất là sạch, để mà khi mà nó không có bị nhiễm những cái vi khuẩn có hại mọi người nhé. Rồi rong biển này, rồi từ đầu nành lên men, vân vân. Những nguồn gọi là các loại dưa muối ở người châu Á chúng ta thì rất là phổ biến, đúng không ạ? Chúng ta lưu ý về cái việc mà chế biến một chút. Và chúng ta cần, ở người lớn tuổi thì cần từ khoảng 1 tỷ đến 10 tỷ CFU vào một ngày, tức là lợi khuẩn một vài hoặc là một tuần. Và tiếp theo nữa là cái chất đàm tốt. Nguyên liệu đàm chính là nguyên liệu cấu trúc xây dựng và tái tạo chức trong cơ thể, trong đó có khối cơ chính của kháng thể thực hiện các cái chuyển chức năng miễn dịch. Và các thành phần của men và các tiết tố hormone quan trọng trong, và cái là từ cá này, từ thịt gia cầm, các loại đầu, từ các loại bột là protein chất lượng cao. Đối với người lớn tuổi chúng ta lưu ý cái lượng đạm thực vật mà chúng ta nên phân chia là 70% đạm từ thực vật
và 30% đạm từ động vật thì nó mới tốt nhất mọi người nha. Chứ thực vật hoàn toàn cũng sẽ dẫn đến là thiếu chất, trừ khi là chúng ta sẽ phải bổ sung một số cái đạm toàn phần khác hoặc là vitamin khoáng chất khác. Nhu cầu đối với người lớn tuổi thì 1,13 gram protein trên 1 kg cân nặng mỗi ngày. Đó, gọi là dinh dưỡng mà quan trọng này đối với người lớn tuổi thì cái lối sống lành mạnh là cái điều cực kỳ quan trọng. Giống như vừa nãy Lưu có chia sẻ ngay từ đầu slide. Đó là những gần như là không ít khốt nó tạo ra là đối với người già chúng ta cố gắng là không tiếp dụng khỏi thường xuyên. Có rất là nhiều vận động, có những cái bài mà không di chuyển được nhiều, chúng ta sẽ bắt đầu từ cả khớp tay. Thì khi chúng ta vận động khớp nào mà vận động được thì khi đó là mới thúc đẩy được cái hệ bạch huyết của chúng ta, cũng như là máu nó đưa đến các cái dinh dưỡng để nuôi cơ thể, thì khi đó nó mới có dưỡng chất và cơ thể của chúng ta mới khỏe được. Cho nên là chúng ta cần vận động thường xuyên. Những cái bài tập đơn giản giống như là đi bộ hoặc là đi bộ leo cầu thang, đối với người già thì leo cần tay vịn nếu như tay vịn chắc chắn. Còn nếu như giảm thì ta nếu thiếu đuối quá nữa, đối với người già ta phải giữ một cái điểm tựa nào đó chắc chắn, và chúng ta chỉ cần đơn giản là người lên rửa người lên với cả cái vận động thường xuyên ở đây. Nó không phải là những cái vận động nó ghê gớm lắm, mà là những cái vận động nhỏ nhỏ tạo nên kỹ nghiệm. Và cái duy trì cân nặng lên mình là chúng ta tránh những cái thực phẩm mà rất là nhiều cái gọi là năng lượng, ví dụ như nước ngọt, có ga này, rồi là cơm gạo trắng này, rồi là gì ạ, thực phẩm chiên rán. Nếu mà chúng ta chất béo đối với người già thì rất là quan trọng, nhưng mà là chúng ta nên chọn cái chất béo tốt ha, và không có chuyển hóa. Và chúng ta tạo ngủ sớm ngủ giấc, đối với người già mà bây giờ lớn tuổi rồi mà nói là ngủ sớm ngủ giấc, lỡ may đi ngủ mà không ngủ được thì làm sao? Thì bây giờ ngoài cái việc mà vừa nãy chúng ta có nói đến các dinh dưỡng hỗ trợ cho chúng ta về giấc ngủ, thì chúng ta cần phải tạo ra thói quen. Và hôm nay là chúng ta nói đến cái sức giải pháp hỗ trợ sức khỏe người lớn tuổi, nhưng mà thực ra ai cũng già. Những người già hôm nay chính là tương lai của chúng ta, những người trẻ. Cho nên chúng ta sẽ rèn luyện cho mình cái thói quen, cái lối sống, để khi về già chúng ta có ngủ giờ rất là dễ bị tổn thương. Cho nên chúng ta cố gắng chỉnh cái việc là ngạn ha. Nếu bản thân mình thì cũng như vậy, cũng như là cái việc chúng ta chăm sóc người lớn tuổi cũng phải rất là cẩn thận và kiểm soát về căng thẳng. Cái này á, đôi khi căng thẳng từ đâu nó đến thôi, và chúng ta không nghĩ được rằng là chúng ta có thể kiểm soát. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta có thể kiểm soát mọi người ha. Các cô chú lớn tuổi, cô bác lớn tuổi ha, thì ông bà thì trong nhà thì chúng ta nên tạo nên cái không khí vui vẻ trong gia đình, rồi chúng ta nên học cách cười nhiều hơn, và nên gọi là mình sẽ lắng nghe nhiều hơn, vui vẻ nhiều hơn, thì sẽ là kiểm soát được căng thẳng tốt hơn. Và đối với người già thì nên cần đi khám sức khỏe định kỳ. Và một số cái mẹo vặt mà Lưu có thống kê từ trong rất là nhiều cái tài liệu ha, thì một số cái mẹo vặt mình chúng ta có thể sử dụng đối với cái việc chăm sóc người lớn tuổi, hoặc là chính chúng ta thì chúng ta sẽ sử dụng cả cái mẫu giấy nhắc nhở, rồi tập luyện nhẹ nhàng giống như vừa nãy Lưu có nói đó ha, đi bộ trên mặt phẳng, những điểm cố định rướn người lên, nhón ngón chân lên, lưu thông máu huyết và để nuôi dưỡng khớp, nuôi dưỡng tế bào. Chúng ta cười nhiều hơn, hỗ trợ các cái phân loại đối với những người mà bệnh mà họ có uống thuốc thì chúng ta nên hỗ trợ cho liều lượng đúng vào các cái túi và có ghi chú rõ ràng để cho họ uống được đúng liều lượng, bởi vì tránh cái việc là họ uống nhầm hoặc uống quá nhiều nhiều hơn cái liều bác sĩ kê thì sẽ ảnh hưởng không tốt và còn đôi khi nguy hiểm đến tính mạng ha. Rồi chúng ta có thể để cho người già, hoặc là chúng ta tập thói quen âm nhạc thư giãn, rèn sinh hoạt từ sớm, làm tươi lại tế bào với dinh dưỡng và giấc ngủ, chế độ ăn uống đầy đủ với rau củ 5 màu, 70% đạm thực vật, 30% đạm động vật,
các cái trò chơi luyện trí não như là ô chữ này, cờ này, học ngoại ngữ như một ngày một từ mới này, tập luyện hơi thở, nâng cao cái sự tập trung cho dù ban đầu chỉ là 5 giây 7 giây thôi, sau đó chúng ta tăng dần ha. Và bây giờ chúng ta mong chờ rằng là với một cái chế độ ăn ăn uống, nó không phải là lúc nào cũng dễ kiếm, đúng không ạ? Dễ kiếm ra một cái chế độ ăn mà nó có thể cân đo đong đếm được những thứ mà chúng ta cần. Thì ở đây á, thì gia đình Lưu cũng như rất là nhiều nhiều anh chị em cô chú ở trong phòng Zoom này cũng đã sử dụng, đó là cái thương hiệu Nutrilite. Thì ngay từ đầu mọi người cũng đã xem được về cái thương hiệu Nutrilite rồi. Nó là cái thương hiệu từ năm 2014, rất là nổi tiếng, và có một cái slogan là gì ạ? Tinh hoa từ khoa học và tinh túy từ thiên nhiên. Tại sao chọn Nutrilite? Nutrilite là nhãn hiệu tiên phong về thực phẩm bổ sung dưỡng chất thực vật từ năm 1934. Với 80 năm dẫn đầu về khoa học và nghiên cứu, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng Nutrilite chứa những thành phần phytonutrient tốt nhất và hiệu quả nhất. Quy trình sản xuất độc quyền từ khâu chọn hạt giống đến thành phẩm của Nutrilite giúp đảm bảo cung cấp phytonutrient trong bột đông khô thực vật với hàm lượng cao, giúp tạo ra những sản phẩm an toàn, chất lượng cao và đáng tin cậy. Đó là cầu nối giúp cân bằng lượng dinh dưỡng thiếu hụt. Nutrilite giúp mọi người có sức khỏe tốt hơn. Đó là lý do tại sao Nutrilite là nhãn hiệu vitamin và thực phẩm bổ sung dinh dưỡng bán chạy số 1 thế giới. Thế thì đối với cái giải pháp mà hỗ trợ sức khỏe người lớn tuổi á, thì giống như vừa nãy Lưu có trình bày đó ha, người lớn tuổi có những cái vấn đề về xương khớp, về tim mạch, về sức khỏe tiêu hóa, rồi là về cái hệ miễn dịch vân vân. Rồi có cái gói hỗ trợ là sức khỏe nền tảng. Nhưng mà hôm nay Lưu sẽ muốn giới thiệu với mọi người một cái gói hỗ trợ rất là quan trọng đối với người lớn tuổi. Đó chính là gì ạ? Giải pháp hỗ trợ sức khỏe về não bộ. Và chúng ta sẽ có ba cái sản phẩm. Cái gói này là có ba cái sản phẩm. Một là vitamin B. Thực ra ở đây là một cái hỗn hợp B complex, rất là nhiều cái thành phần B khác nhau. Tiếp theo là omega 3 và canxi. Thì chúng ta sẽ đi vào cái vừa nãy chúng ta đã tìm hiểu về kỹ về từng sản phẩm nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu kỹ về từng sản phẩm. Thì vitamin B là tham gia vào quá trình methyl hóa, và vitamin B6, 9, 12 hỗ trợ quá trình trao đổi chất của các acid amin và tạo ra các cái tế bào dẫn truyền thần kinh trong não, ví dụ như là serotonin hay là norepinephrine, cần thiết để hỗ trợ tâm trạng và duy trì cái não bộ khỏe mạnh. Vitamin B9, B12 và các những cái vitamin mà đồng yếu tố để hỗ trợ quan trọng chuyển hóa các axit amin có hại như là homocysteine trở thành các axit amin có lợi như là methionine. Đó, và cái các axit amin có hại do cái tình trạng thiếu vitamin B dẫn đến, nó sẽ là chính là những cái axit amin là gì, homocysteine này là chính là cái nguyên nhân mà dẫn đến tổn thương thành mạch và dẫn đến là nguy cơ mắc các bệnh như là Alzheimer. Và chính vì vậy nó dẫn đến các cái vấn đề như là trầm cảm ở người già này, rồi là nguy cơ co rút não. Khi mà chúng ta bổ sung đủ vitamin B thì sẽ cải thiện được những cái vấn đề này. Nó sẽ chuyển hóa các cái acid amin có hại đó thành những acid amin có lợi, hỗ trợ cho sức khỏe, cũng như là giảm được cái nguy cơ về bệnh đa xơ cứng. Rồi tiếp theo nữa là omega 3. Thì omega 3 là mọi người biết rằng là 60% trọng lượng của não chúng ta là chất béo. Và một nửa
trong số chất béo đó là omega 3, là EPA và DHA. Chính vì vậy omega 3 cực kỳ quan trọng cho cái việc mà sức khỏe của não bộ của chúng ta, cả cái thần kinh, cả cái tế bào dẫn truyền thần kinh của chúng ta, đúng không ạ? Và omega 3 xây dựng các tế bào não và tế bào thần kinh và rất là cần thiết cho cái việc học tập và trí nhớ, làm chậm sự suy giảm tinh thần do tuổi tác và ngăn ngừa cái bệnh Alzheimer đó. Và ngoài ra omega 3 còn được coi là một cái hormone vui vẻ đó, làm tăng cái hormone vui vẻ tức là serotonin đó, thì cũng kháng viêm luôn cho cái người lớn tuổi rồi, và cải thiện được cái chức năng suy giảm trí nhớ của não bộ. Và đặc biệt là có cái nghiên cứu như thế này, khi mà ở cái giai đoạn đầu hoặc là khi mà chúng ta là đang còn khỏe mạnh, chúng ta bảo vệ thì omega 3 này rất là hiệu quả. Nhưng khi mà cái tình trạng gọi là bệnh suy giảm trí nhớ này diễn ra quá trầm trọng rồi thì omega 3 vào là không hiệu quả. Cho nên chúng ta muốn chăm sóc sức khỏe cho bản thân hay là chăm sóc sức khỏe cho người lớn tuổi trong gia đình mình thì nên bổ sung ngay từ đầu, còn về sau thì bổ sung không hiệu quả nữa ha. Rồi đó, thì một cái sản phẩm omega 3 mà Lưu muốn giới thiệu với mọi người ở đây cực kỳ tuyệt vời, đó chính là cái omega 3 của Nutrilite, và nó có thành phần là từ 60% từ dầu cá hồi và 40% từ dầu cá khác. Và vitamin E có chứa vitamin E ở dạng D alpha tocopherol để làm gì ạ? Để bảo vệ cho cái viên này mà không có dùng một bất kỳ một cái chất gọi là bảo quản nào cả. Và mỗi viên như vậy thì chứa là 1029 mg dầu cá, trong đó có 180 mg EPA và 120 mg DHA. Đó thì vừa nãy chúng ta có thấy là nhu cầu của người lớn tuổi rơi vào khoảng tầm 590 mg gồm cả DHA và EPA mỗi ngày, thì chúng ta có thể rơi vào đâu đó dùng từ 3 đến 4 viên gọi là omega 3 mỗi ngày là tối ưu nhất ha, hoặc là chúng ta bổ sung 1 đến 3 viên tùy theo cái lượng thức ăn mà chúng ta bổ sung trước đó. Và nó sẽ giúp giảm cholesterol máu tốt cho tim và não bộ, và đối tượng sử dụng là trẻ em từ 12 tuổi trở lên. Về cái thiết kế sản phẩm dành cho người trưởng thành và trẻ em từ 12 tuổi trở lên. Tuy nhiên nếu như mà cái thiết kế mà không có tính về cái đồ ngon hoặc là đồ có thể nhai, có thể nuốt thì trẻ em cũng có thể dùng được. Và dùng thì nó sẽ gọi là có thể là dùng cùng với bữa ăn, hoặc là đối với một số người thì có thể dùng trước bữa ăn ha, ngay trước bữa ăn luôn để cho nó không có cái tình trạng là mùi cá hồi ha. Rồi vai trò canxi magie đối với cái sức khỏe não bộ ha. Chúng ta thông thường chúng ta chỉ nghe nói đến là canxi magie nó tốt cho xương khớp thôi, nhưng hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một cái chức năng nữa, đó là liên quan đến cái não bộ. Canxi thì quan trọng cho sự co và mở rộng các cái mạch máu đó, và truyền xung động thần kinh, giúp co cơ, sản xuất các hormone. Rồi đối với magie thì truyền tiếp tín hiệu giữa não và cơ thể. Mọi người thấy là nếu như mà chúng ta có ai đó nhéo vào tay chúng ta mà để mà chúng ta nhìn biết được trên não và nhìn được cảm giác ở đâu đó, là chúng ta nhờ có cái sự góp mặt của magie. Thế thì cái phản ứng của người già rất là chậm, đúng không ạ? Thì nếu mà chúng ta bổ sung được cái bởi do một phần là sự cái sự kết nối giữa cơ thể của chúng ta cùng với não bộ nó sẽ nó suy giãn đi. Thế thì nếu mà chúng ta bổ sung magie thì nó sẽ cải thiện được vấn đề này và sẽ hỗ trợ cho họ là gì ạ? Phản ứng tốt hơn, chuyển tiếp tín hiệu giữa não và cơ thể đấy. Rồi chất bảo vệ cho các cái thụ thể N-methyl và gọi là NMDA. Các cái thụ thể NMDA làm việc với các chất dẫn truyền thần kinh để điều chỉnh hoạt động trong các vùng não của bạn, hỗ trợ sự phát triển của não, trí nhớ và học tập. Khi cơ thể thiếu magie thì các thụ thể NMDA dễ bị kích thích và thường xuyên hơn mức cần thiết. Đó, tức là và cái mức kích thích quá này có thể giết chết các tế bào thần kinh và gây tổn thương não. Đó là cái tức là sự kích thích ở đây là có thể là quá xúc động hay là quá tức giận đấy. Đó, thì nếu mà cung cấp đủ magie
thì chúng ta sẽ cải thiện được những cái vấn đề này. Thì mỗi viên viên cái canxi Nutrilite calcium magnesium cung cấp là 217 mg canxi dưới dạng viên của canxi carbonate và 108 canxi magie dưới dạng viên magie oxit. Thế thì và tiếp theo đó là có 3,3 mg kẽm, 0,8 mg mangan, 0,7 mg đồng. Đó và bột đông cô cỏ linh lăng. Thế thì đối với Nutrilite thì cái sản phẩm này được nghiên cứu và đưa ra được gọi là sản xuất ra với cái hàm lượng riêng nhìn ở canxi magie là cái hàm lượng vàng. Đó, 2 canxi 1 magie có thể giúp thu tốt nhất và cũng có thể giúp cho cái người lớn tuổi có thể ngủ ngon hơn. Đó, ví dụ như ở trong gia đình lớn thì những đôi lúc là các cái cháu nhỏ và thường có những cái tình trạng hay gì bị đau xương mà sinh lý do mà khi mà nó đang lớn thì các cháu cũng hỗ trợ cái viên canxi này còn ngủ ngon hơn nữa. Đối với người lớn tuổi, ngay cả bản thân Lưu cũng có thể cảm nhận, nhưng đối với người lớn tuổi mình cũng có thể dùng cái công dụng này. Đó chính là cái Lưu vừa mới giới thiệu về cái bộ giải pháp và là gì ạ, hỗ trợ cái sức khỏe não bộ. Và vì sao mà đưa ra cái giải pháp này đầu tiên là bởi vì là thực sự là nếu như mà chúng ta còn minh mẫn, cha mẹ của chúng ta còn minh mẫn thì có thể tương tác được và cuộc sống nó còn có những cái điều nó họ còn có thể cảm nhận và có thể hỗ trợ, có thể tự chăm sóc bản thân mình tốt hơn, đúng không ạ? Ngoài ra thì nếu như những người lớn tuổi mà có các vấn đề về xương khớp, những vấn đề về tim mạch, sức khỏe tiêu hóa hay là tăng cường cái miễn dịch thì những cái sản phẩm, những cái bồ trên màn hình mọi người có thể nhìn thấy đó đều rất là tốt. Ví dụ như ở đây có cái sản phẩm protein, chúng ta nói rằng là đối với người già, người trẻ cũng thế, người lớn tức là người trưởng thành, người già thì là cực kỳ quan trọng. Thì cái đạm thực vật nên là 70% và đạm động vật nên là 30%. Thì cái nguồn đạm thực vật nó rất là ít thì chúng ta có thể sử dụng thêm cái bột Nutrilite protein này, tức là đạm thực vật cao cấp của Nutrilite cực kỳ tuyệt vời. Nó được coi là tuyệt phẩm đó mọi người ha, về đàm ấy, rất là tuyệt vời. Thì hỗ trợ cho người thân của chúng ta hay là chính chúng ta có thể là đáp ứng được cái tiêu chí là 70% từ đàm từ thực vật và 30% đàm từ động vật mọi người nha. Tiếp theo nữa là một cái điều mà cái chế độ ăn uống của người lớn tuổi á, ở đây Lưu hình như là Lưu không có đưa cái slide đó vào rồi. Thì nên là một cái chế độ ăn khoảng tầm 50-55% là dinh dưỡng từ tinh bột đó, và từ 15-20% từ đạm, và chúng ta lưu ý là đạm là 70% từ thực vật và 30% từ động vật ha. Đối với chất béo cực kỳ quan trọng ha, cực kỳ quan trọng đối với người già. Đó chính là mình sẽ để cho người già rơi vào khoảng tầm là 18-25% chất béo, và chúng ta ưu tiên chất béo tốt thì sẽ rất là tốt cho họ, để cho cái vấn đề về tiêu hóa, về sức khỏe xương khớp, về não bộ, tất cả mọi cái nó được tốt hơn, về giấc ngủ ok. Thì đó là những cái gì mà Lưu tổng hợp được ở trong cái phần sức khỏe, chăm sóc sức khỏe người già, và đồng thời là trong cái trong quá trình mà chăm sóc người lớn tuổi thì người ta thường hay nói là người lớn tuổi rất là nhạy cảm, đúng không, về tinh thần, và chúng ta cần phải bây giờ trở thành giống như em đẻ, đúng không, trở thành yếu đuối. Chính vì vậy cho nên nếu chúng ta chăm sóc bố mẹ anh chị, bố mẹ ông bà của chúng ta thì chúng ta nên nhìn như nhìn những đứa trẻ, yêu thương nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn, đôi khi hãy tha thứ nhiều hơn nữa, đúng không ạ? Bao dung nhiều hơn, vì người già cũng như trẻ con thôi, đôi khi hay làm đùng bộ cái này cái kia, chúng ta sẽ dùng cái tình yêu để chúng ta chăm sóc thì Lưu tin rằng là chúng ta sẽ đem lại được rất là nhiều kỷ niệm tốt đẹp, coi như là chăm sóc trước cho chính bản thân mình đi. Để về sau chúng ta sẽ có được
chính ngay cái việc mà chúng ta chăm sóc những người lớn tuổi thì cũng tạo ra cái thói quen tốt cho bản thân và cũng tạo ra những cái thói quen tốt cho thế hệ sau, và chỉ những cái điều đó chúng ta sẽ được được đón nhận trong những cái ngày tháng tiếp theo của chúng ta được, đúng không ạ? Có được không cả nhà? Không biết Lưu nói như vậy mọi người có đồng ý hay không? Và cuối cùng thì cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian lắng nghe rất là nhiều trục trặc về kỹ thuật, và chúc các cô chú anh chị trong phòng Zoom là thật nhiều sức khỏe. Xin cảm ơn ạ.